Kính thưa quý vị phụ huynh, bộ sách Em học vần mao của tủ sách Áo Lam thực hiện. Mỗi một cái bài học như vậy thì các em sẽ có hai bài tập về nhà. Trên trên cái khoảng này thì có một cái ngày nộp bài. Mỗi bài như vậy thì giáo viên sẽ cho các em biết rằng ngày nào các em sẽ nộp bài, thì cái ngày đó các em sẽ được ghi vào đây. Công việc của các em của tuần đó là: thứ nhất, học thuộc những cái nghĩa của những từ tiếng Việt, ví dụ như chữ tre là bamboo, chữ thẻ là car, xe là vehicle. Thì các em mỗi một bài như vậy thì các em có khoảng 18 chữ, thì các em phải thuộc cái nghĩa của nó. Sau khi các em thuộc cái nghĩa của nó rồi đó thì các em sẽ ghi những cái từ đó vào ở dưới những cái tấm hình như thế này. Ví dụ như ghe thì các em ghi ở dưới tấm hình ghe. Sau khi các em làm xong cái đó, thuộc những từ này, làm xong điền xong những cái chữ là tiếng Việt vào những cái hình như thế này, thì các em sẽ nhờ phụ huynh kiểm tra lại xem những cái chữ này có đúng hay không. Sau đó thì quý vị phụ huynh cho các em đọc lại cái bài tập đọc của cái bài số 2. Đây là bài số 2 của lớp mẫu giáo. Các em đọc, quý vị coi thử các em đọc có chuẩn hay không, có các em dùng cái dấu có đúng hay không, phát âm có chuẩn hay không, cái đó rất là quan trọng. Cái thứ nhì đó là các em phải thuộc cái phần nguyên âm y, nguyên âm e đó. Ví dụ như đây là cái âm đó, chúng tôi gọi nó là cái âm. Ví dụ như e, é, e, é, é, e. Thì như vậy thì các em khi mà các em thuộc được cái âm đó thì các em có thể đọc được một ít nhất là 100 chữ trong cái bài học số 2 của lớp mẫu giáo. Sau khi quý vị giúp các em xem trở lại những cái bài tập về nhà này có đúng hay không, và quý vị sẽ ký tên nó vào, ký tên vào đây và điền cái ngày. Đây là một cái điều mà chúng tôi xin lưu ý đến quý vị, đó là khi các em học Việt ngữ, giáo viên chỉ có đúng 45 phút hoặc 1 tiếng đồng hồ để dạy Việt ngữ thôi. Vì vậy các em không thể nào vừa học vừa kiểm tra bài tập ở nhà mà vừa ôn lại cái bài của tuần trước được. Vì vậy cho nên cái nhiệm vụ mà kiểm tra bài làm ở nhà, đây là xin quý vị gánh cái phần này cho giáo viên để giáo viên có đủ thời gian dạy các em những cái bài mới thay vì kiểm tra bài tập đọc, bài bài làm ở nhà. Và đây đây là cái bài số 1, bài làm ở nhà số 1 của cái bài học đó. Và cái bài là tập ở nhà thứ nhì đó, số 2 đó của cái bài đó, thì nó các em sẽ dùng những cái nguyên âm mà chúng tôi gọi là âm sao đó, e, dùng những cái âm này ráp với những cái âm đầu, tức là những cái phụ âm đó, để trở thành một chữ. Ví dụ như các em dùng cái âm đầu là phụ âm bờ ghép với nguyên âm hoặc là âm sao é, thì bờ é bé, thì các em viết xuống đây thì trong này có được 20 chữ. Có những bài các em không thể nào tìm ra được 20 chữ, có những bài thì nó nhiều hơn 20 chữ, nhưng mà các em sẽ làm điền những cái chữ mà em có thể tìm ra được, điền vào đây. Và xin quý vị phụ huynh là kiểm tra trở lại coi các em ráp những cái chữ như vậy có đúng hay không, đúng diễn tả hay không nha. Cũng như chúng tôi đã thưa là ở trong lớp giáo viên sẽ không có đủ thời gian để kiểm tra bài tập về nhà của từng em một. Vì vậy cho nên cái công việc mà kiểm tra bài làm ở nhà này, xin quý vị phụ huynh vui lòng gánh giúp cho quý vị giáo viên. Và sau khi kiểm tra những cái chữ này xong rồi đó,
thì xin quý vị cũng cho các em đọc trở lại cái bài tập đọc của bài học đó để make sure là các em đọc có chuẩn hay không, có cái những các em dùng bỏ dấu có đúng hay không. Và cái phần kế tiếp cũng là cái phần rất là quan trọng, đó là biết được cái nguyên âm của cái bài học đó. Khi mà ví dụ các em mà biết được cái nguyên âm đó rồi đó, ví dụ đây là sáu cái nguyên âm, mà các em biết được sáu cái nguyên âm này rồi đó, chúng tôi bảo đảm là các em có thể đọc được 100 chữ trở lên cho những cái chữ có cái nguyên âm đơn, nguyên âm e này. Nó rất là quan trọng. Cho nên make sure là các em nhìn vào là biết cái âm nó là âm gì liền nha. Nhớ rằng chúng ta sẽ không cho các em đánh vần từng cái chữ một, ví dụ như b e b sắc bé, no. Chúng tôi muốn các em học là b é bé. Và hy vọng rằng với sự hợp tác của giáo viên và phụ huynh thì chúng ta sẽ có thể giúp đỡ các em học tiếng Việt nhanh và thành công. Trước khi kết thúc thì xin quý vị vui lòng bấm like hoặc subscribe ở những cái video của tủ sách Outland, để những cái bài học kế tiếp khi chúng tôi đăng lên thì quý vị có thể nhận được cái thông tin rằng có bài bài học mà cái bài video mới, để quý vị có thể theo dõi và dựa vào đó giúp đỡ các em học một cách thành công. Xin cảm ơn quý vị.